Không phải. Bây giờ chúng ta đến bản cầm thơ nha. Anh Cường đâu rồi? Anh Cường. Xin mời anh Cường. À, xin cảm ơn, chào tất cả các anh chị. Và cũng xin cảm ơn gia chủ Lê Thị Hàn và Ba Vinh để cho tất cả các thân hữu như thường lệ hàng năm của buổi họp mà thật ấm áp như thế này. Chỉ có những anh em SVU mới có được, phải không? Dạ, dạ. Thì tôi rất hân hạnh trở thành một thân hữu của SVU và mời quý vị nghe một bài thơ của Lê Thị Hàn. Bài này Hàn làm trong cái chuyến về Hà Nội ngày tháng 11 năm 2014 và Hàn đọc là Hàn làm cả bác sĩ. Thì hôm nay tôi cũng là người Hàn Nội di cư năm 1994 và tôi chưa có cơ hội để trở về Hà Nội dù nhớ thương vô cùng, nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng Hà Nội của tôi bây giờ không còn như cái thời năm 1994 khi tôi 12 tuổi ra đi. Thì ở quý vị nghe, Hà Nội ơi, đôi ngày xưa ấy. Trôi về đâu những ngày xưa ấy, cây bàng già còn ôm lá đứng yên, Hà Nội mùa thu phố buồn thanh vắng, đón tôi về gom lại tháng năm dài xa xôi. Ôi ngày xưa, những ngày mưa hoa phố, bước thờ ngày bên mở ngỡ thiên đường, ngẩn ngơ tôi mãi tung tăng chạy, ngờ đâu mong cầu vỡ tan tành. Hà Nội ơi, hôm nay về lại nơi này, mây trời giăng kín quãng đời thơ ngây. Chiều hương còn lại con đường, khói hương vẫn đó sau hồn thương đau. Hà Nội ơi, có nghe ta bước nhẹ ra khỏi nơi này ôm tròn cơn mê, nhớ thương theo bước ta về Hồ Tây, còn hỏi ai về ai đi. Trôi về đâu, ôi những ngày mưa Hà Nội, ta còn gì mà mơ ước nhớ mong. Bước vội đi sau lòng vương vấn, ta có còn đời chốn để quay về. Trôi về đâu, ôi những ngày xưa ấy, Hà Nội mùa thu khóc người xa vắng. Có nghe lòng ta băng giá đi về đâu đây, Hà Nội ơi, ta tình hay mê. Trôi về đâu, ôi những ngày xưa ấy, Hà Nội mùa thu khóc người xa vắng. Có nghe lòng ta băng giá đi về đâu đây, Hà Nội ơi, ta tình hay mê. Hà Nội ơi, ta tình hay mê. Hà Nội ơi, đối với ngày xưa ấy của Lê Thị Hàn để viết tặng Đinh Dự. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ tôi xin phép ngài là
chúng tôi còn có một tiết mục nữa. Thì là bây giờ xin phép bạn. Cái gì? À, ngoài không biết hát. Nhưng mà thú thật với quý vị là tôi thích ngâm những bài thơ Nguyên Thủy của thi sĩ hơn là những bài nhạc. Bởi vì khi gom những cái câu thơ đó vào trong cái khung nhạc đó, thì vô hình chung cái cảm xúc của chúng ta bị gò bó trong cái khung nhạc đó. Và tôi thường thường tôi chỉ thích ngâm thơ mà tôi không, trừ những cái bản thơ mà tuyệt vời của Phạm Duy hay gì đấy thôi, mà tôi hát không nổi những bài Thái Thanh hát hay quá rồi. Thành ra tôi, cái tù của tôi chỉ là ngâm thơ của chính tác giả. Dạ, thầy cảm ơn các bạn. Và xin như thầy kính chúc tất cả các anh các chị một năm mới bình an và hạnh phúc, gửi đến Thu Hoàng và ái buộc của hai khán giả thân bạn. Cảm ơn Cường. Cường hát xong Cường không phải như vậy. Bây giờ tới tới bàn cùng với cô Xpiro sống ở Láng rồi.